chồng nắm tay vợ con chạy lũ, em và con còn sống, anh mới làm lại được. Gia đình tôi chạy lũ lúc 2 giờ sáng, chồng tôi tay cầm đèn pin, tay dắt con, nói với tôi, em nắm chặt áo anh nhé. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được, dòng bình luận này đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Qua tìm hiểu, người phụ nữ viết bình luận gây sốt là chị Ngô Thị Thoa, quê ở Sơn Động, Bắc Giang. Theo lời chị Thoa, ngày 7 tháng 9, khi cơn bão số 3 đổ bộ, khu vực thị trấn Tây Yên Tử, nơi gia đình chị sinh sống, mưa rất to, gió giật mạnh. Lo sợ ngôi nhà cấp 4 không trụ nổi trước cơn bão, cả gia đình chị vội vã lánh nạn trong nhà tắm. Đêm đó, trận lũ quét bất ngờ ập đến, nước dâng cao chưa từng thấy. Khoảng 2 giờ sáng, nước đã mấp mé cửa nhà. Chồng chị vội vàng đánh thức hai mẹ con dậy chạy lũ. Trong cơn nguy cấp, chồng chị nắm chặt tay cậu con trai, tay còn lại soi đèn tìm đường, cả gia đình bám vào nhau chạy qua con đường nhỏ sau nhà, bất chấp trời mưa gió. Trên đường chạy lũ, anh Hảo chồng chị động viên, còn người là còn của, em với con còn sống thì anh mới có thể làm lại được. Sau trận lũ, trang trại gia súc gia cầm của gia đình bị nước nhấn chìm. Vợ chồng chị còn có một cô con gái lớn vừa nhập học trường Đại học Y Thái Bình trước bão một ngày. Khi biết chuyện ở nhà, con gái chị Thoa đã đề nghị rút tiền học phí về để phụ bố mẹ. Nghe con nói, tôi thương đứt ruột, phải động viên cháu không được bỏ học. Dù bố mẹ có phải vay mượn, chúng tôi cũng sẽ lo cho con học hành đến nơi đến chốn, chị Thoa tâm sự. May mắn, gia đình chị nhận được thông báo, trường Đại học Y Thái Bình quyết định sẽ hỗ trợ gia đình các học viên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.